lạy Thiên Chúa Cha nhân từ đã giữ lời phán hứa dù thương, dựng nên dân thánh ý nữ vương, gây nên mọi phúc treo gương ý a ngàn đường. Thờ lạy Thiên Chúa Con nhân hiền cứu loài người, vương mắc ý tội khiến, tặng ban thánh máu ý hiền vinh, đưa tay phù giúp thế nhân ý a tội thương. Thờ lạy Chúa Thánh Linh uy quyền đấng muôn đời, tam thánh nghi tình yêu, nguyện xin thắp sáng ý hồn con, thiên thu lửa mến trinh nguyện ý a trọn. Thiên cung hợp xương nhân gian ý a ngợi, ý a ngợi quỳ lạy chư thánh trên thiên đường, các thiên thần sốt mến ý diệu quang, tình yêu Thiên Chúa ý trăng ngơi, muôn năm hướng kiến dung nhan ý a tuyệt vời, tình yêu Thiên Chúa ý trăng ngơi, muôn năm hướng kiến dung nhan ý a tuyệt vời. Thank you.
mùa hoa về rồi, muôn sắc hoa đua nở thắm tươi, những đóa hoa thơm hương tràn hòa, say tiếng ca ân tình thiết tha, hai về dâng mẹ trọn tình con mến yêu. Tràn hòa say tiếng ca ân tình thiết tha, hai về dâng mẹ trọn tình con mến yêu. Tràn hòa say tiếng ca ân tình thiết tha, hai về dâng mẹ trọn tình con mến yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chọn tình con nên yêu. Mẹ Maria, xin thương đến sư đạo con đây, ban nguồn an bình, hiếm nhân yêu thương. Mẹ luôn thăm viếng, giúp đỡ mãi sư đạo con đây, trong tình mẹ ơi, sư đạo con đây, nguyện xin dâng hiến mẹ từ bi. Xin mẹ luôn đỡ nâng phù trì và thương dẫn dắt trên đường đi. Mẹ Maria, xin thương đến sư đạo con đây, ban nguồn an bình, hiếm nhân yêu thương. Mẹ luôn thắm viếng, giúp đỡ mãi sư đạo con đây, trong tình yêu mẹ liên kết muôn tâm. Mẹ thương sư đạo con đây, đoàn con liên kết trong niềm vui. Muôn người luôn sống theo gương mẹ, niềm tin mãi sáng lên đẹp tươi. Mẹ thương, con một lần nữa dâng lên mẹ lời cảm tạ tri ân, vì biết bao ơn lành mẹ đã truyền cầu cho chúng con, cho giáo xứ, cho mỗi gia đình và cho từng người chúng con, để đáp đền tình yêu từ mẫu của mẹ. Chúng con hứa nghe theo lời mẹ dạy và cố gắng sống theo gương mẹ trong sự phụng phục tín thác vào Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ chúc lành cho những ước muốn của chúng con và đồng hành nâng đỡ chúng con, để từng người, từng gia đình, từng dòng và toàn thể giáo xứ chúng con sẽ trở thành những chứng nhân tin mừng, như muối men, như đuốc sáng giữ cuộc đời trần thế hôm nay. Chúng con sẽ cùng tiến bước trong sự hiệp nhất, yêu thương